Bắt đầu từ hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý và thực hiện giá cước vận tải trên địa bàn cả nước. Nội dung kiểm tra gồm công tác rà soát kê khai và niêm yết giá cước của các doanh nghiệp vận tải, tổng hợp tình hình kê khai, niêm yết giá cước của các doanh nghiệp vận tải tại các sở giao thông vận tải khi giá nhiên liệu giảm, vé và công tác phát hành vé. Đối với bến xe, đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào công tác phối hợp giữa bến xe và doanh nghiệp vận tải trong quản lý vé, công tác bán vé, niêm yết giá cước tại bến. Đoàn kiểm tra sẽ làm việc tại 8 địa phương là Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.